hướng dẫn anh con máy giặt công nghệ mới là công nghệ AI, là công nghệ nói chung là khá là thông minh, là trí tuệ nhân tạo, nó có thể nhớ được những cái chu trình giặt của mình và theo cái ý suy nghĩ của mình thường dùng. Đây là nút cảm ứng hết anh. Đấy. Lần đầu tiên cái này thì nó sẽ hiện cái này, hiện cái bảng này. Thì nếu mà người không biết thì đây là cái nút OK nhá, thì sẽ ấn chuyển thành tiếng Anh. Đây, lần này mình sẽ phải OK này, tiếng Việt này. Không, đây nó thay như cái chữ OK đấy, OK. Rồi nó chào mừng này, cũng OK này. Mình cứ OK hết lượt đi. Đấy, hoàn thành. Bây giờ mình bắt đầu vào máy này. Đây là nó là các chế độ của nhà sản xuất này, mình cứ xoay này. Chế độ dùng ấy. Đấy, cứ xoay đến đâu thì nó sẽ hiện luôn đấy. Và đây cũng chính là chế độ khuyến cáo của nhà sản xuất này. Đấy, nó gồm có các cái ký hiệu đây, chắc là anh biết rồi đúng không? Đây là nhiệt độ này. Đây là mức nước này. Đây là tốc độ vòng vắt này. Ví dụ như đồ nhỏ nhẹ nhà sản xuất người ta đã khuyến cáo mình luôn này. Là nhiệt độ để 30 này. Rồi nước này, vòng vắt này, nó cũng nhẹ nhàng hơn 400 này. Nhưng mà mình nhìn thấy này. Đó, khăn tắm này. Nó sẽ tăng lên là 60 độ bởi vì khăn tắm nó có vi khuẩn mà. Và mức nước này, và tốc độ vắt này. Tốc độ vắt là những cái này anh có thể thay đổi, nhưng mà thay đổi theo ý của mình. Đây, còn đây là các mặc định đúng không? Đây là các mặc định. Thường nhà sản xuất người ta đã khuyến cáo. Cái máy giặt này là tích hợp cả nhiệt độ luôn à, nhiệt độ nước luôn à. Tức là nó sẽ riêng nhiệt độ nước mà cần 60 là cái máy này nó tự ấy à, hay là nó khi có nghĩa là nhiệt độ ở đây là nhiệt độ đây là nó đun nước lên 40 độ. Lên đúng không? Tuy nhiên thì em hướng dẫn anh cái phần đấy. Đây ví dụ như là áo sơ mi thì anh nhìn thấy nó cũng 30 độ này. Đây em chỉ nói qua cái này nè. Giặt hơi nước thì nó sẽ bắt buộc anh phải giặt bằng nước nóng hơn thì nó nhiều hơi hơn đúng không ạ? Đấy. Còn đồ len thì nó lại mặc định, nhưng mà tuy nhiên chế độ trẻ em nhá thì anh nhìn thấy nó sẽ có 90 độ luôn. Tức là nó muốn cho trẻ em giặt những mặc những quần áo nó sạch sẽ hơn, nó không có vi khuẩn đúng không ạ? Hoặc là chế độ đây ví dụ chế độ siêu êm thì anh nhìn thấy nó tự động điều chỉnh cho anh là 800 vòng trên 1 phút rồi. Tức là tốc độ vắt đúng không ạ? Còn chế độ nhiều mây mình hiểu nó là chế độ mây mưa ấy, trời âm u ấy. Xả vắt thì cái này kiểu khi mình giặt tay ấy, mình cho vào ấy. Ví dụ giặt tay mình cho vào xong mình vắt ấy, nhiều người là làm như thế. Đây. Vệ sinh đồng giặt thì anh nhìn thấy nó cũng tự lâng lên nhiệt độ này. Em muốn xoáy sâu việc này rất là quan trọng à. Anh để chế độ này xong anh ấn play này. Play thì nó sẽ trong vòng 2 giờ 23 phút rồi là xong rồi. Sau khi đó thì nó nước lại sẽ tự xả ra và nhiệt độ nó sẽ tự tăng lên là 70 độ để cho nó sạch hơn ấy. Ý như là mình rửa bằng nước nóng ấy. Và sau đó này. Sau đó thì anh đây, có cái này là vệ sinh đồng giặt, cặn bã của đồng giặt nó ở đây. Cái cặn bã đồng giặt ở đây anh đấy nhá. Cái cặn bã đồng giặt ở đây thì sau khi anh làm vệ sinh xong thì anh nhớ là anh mở cái này ra này. Mở cái này ra. Ngược chiều kim đồng hồ nhá. Thì chọn có tóc tai rồi tăm bông mọi thứ nó dính ở túi áo mình hay cái gì đấy, hoặc là khẩu trang dùng một lần nó rất hay rơi ra đây, nó vay lát ra đây. Nhớ mình quên ở trong. Sau mình vệ sinh xong thì mình lại bận vào. Ngoài ra cái này nó có thêm một chức năng nữa. Đây chính là chức năng mà tháo nước khẩn cấp này. Tháo nước khẩn cấp này hoặc là mình dùng cái này cũng được. Giả sử như tình huống như này, anh đang giặt nhá, bị mất điện. Nước đang ở mức ở ngang cái này rồi. Cửa chắc chắn anh không mở được ra. Vì lúc bấy giờ nó sẽ hiện cái hình khóa, anh sẽ không mở được ra và anh sẽ không cố cậy ra được. Bắt buộc anh phải tháo nước ở đây ra. Tháo nước ở đây ví dụ như nó mất điện thì tối có thì không sao, nhưng mà ví dụ nó mất dự kiến 3 ngày nữa hoặc là vì một lý do gì anh quên một cái điện thoại trong này đi. Thì anh muốn phải cho ra đúng không? Tuy rằng điện thoại hỏng chăng nữa thì anh vẫn phải cho ra, không nó lộc cộc đúng không ạ? Thì nước ở đây thì bắt buộc anh phải xả ở đây. Thực tế là nó bắt anh xả ở đây. Nhưng anh rút được cái này thì khó khăn hơn. Anh phải dùng kìm và mọi thứ anh rút ra. Thế anh xả ở đây ra hết nước đi. Sau đó thì nó sẽ có cái van áp của nó sẽ tự mở cho anh. Lúc bấy giờ nó mới hết khóa cửa. Xả nước ở đây nó không sợ tràn vào đây à? Đây là nó sẽ chảy ọc ra đây đấy ạ. Nó sẽ chảy ra đây ạ. Ý là nó tràn ngược vào đây này. Không, cái dưới này thì nó là cái chân rồi anh. Dưới này nó chân mà. Đấy, cho nên cũng không ảnh hưởng gì, nhưng mà chỗ này chắc chắn là anh một là phải hứng vào, hai là như nào đấy nó. Đấy. Như đây chính là tính năng, nó vừa là vệ sinh cái cặn bã này, vừa là để xử lý nước khẩn cấp, và rất nhiều những bà mẹ và hoặc là những người mà không mở được cửa ấy là cố tình cậy là hỏng đấy ạ. Đấy. Anh lưu ý cái này vì cái này rất nhiều người mắc này, và anh cố tình cậy ra là nó bắt cậy hay cả cái này luôn đấy. Đấy khi nó gãy. Thế còn cái này thì thực ra thì anh không cần phải dùng cái này thực ra nó chặt lắm, anh nhét vào xong đến lúc anh không đóng được ra
anh không ấn được vào ạ. Chịu khó vệ sinh cái này, bởi vì nếu không là nó nhiều khi anh hình dung là nó mắc cái tăm ấy, là nó sẽ không quay cái cánh quạt ở trong đó. Đây còn các cái chế độ thì anh nó cũng dịch tiếng Việt hết rồi, thì anh nhìn thấy này. Đấy, nó gợi ý này. Tuy nhiên ở Việt Nam mình thì em chỉ có một lưu ý là vì nó làm những cái quần áo của mình ấy, thì thường mình hay vứt thập cẩm của mình ra. Thì anh có thể, đây là theo cái kinh nghiệm, thì anh nên tắt cái nhiệt độ này đi, giữ vào đây để chậm. Đó, anh hiểu em không? Đấy, đấy, tắt đi. Vì thực ra có những quần áo mình giặt ấy thì nó bị co luôn, đúng không? Thế cho nên là mình, đây là những chế độ khuyến cáo mà giặt thông minh à. Thường thường ấy, bởi vì nhiệt độ mà cả cái máy giặt này nước nó sôi lên thì thực sự là nó cũng sẽ tốn điện hơn. Okay. Nhưng tất nhiên là quần áo sạch hơn, nhưng mà nhiều quần áo nó sẽ không có lợi. Đấy. Đây, giặt nhanh nó cũng có này, giặt nhanh anh nhìn thấy nó sẽ không phải mất thời gian đun sôi này. Okay. Đấy, à không đun sôi mà tốc độ khác này. Và tất cả các chế độ thì lên dùng nếu mà mình có thời gian chỉnh thì nên chỉnh cái vòng tua của nó vừa phải. Theo em là khoảng 1.000 đến 1.200 quay về. Okay. Vì con này nó bản chất đã trang bị cho anh một cái tính năng là giật, gọi là giật siêu nhẹ. Đấy, siêu nhẹ thì anh nhìn này, giật nhẹ này thực ra nhiều cái quần áo mình cũng đâu phải nhất thiết mình phải giật kêu bầm bầm, bởi vì tốc độ của động cơ nó kêu to mà mình đang ở đấy luôn ấy thì nó khoảng cách không xa thì nó sẽ gây ồn, đúng không ạ? Đấy. Còn cái chu trình này, con máy giật này ấy, thì bây giờ em sẽ phải thử một cái chu trình cho nó hết chu trình đấy, không là nó sẽ hỏi anh tiếp. Vào lại bắt anh khai tiếng Việt mới đầu tiên ấy. Đây thì em sẽ chuyển cho một cái chu trình đó mà. Thoát nước và xả cái này. Đây, mất 14 phút. Đây, mình chỉ ấn play nữa chạy. Đó. Cái chu trình này xong tự động nó sẽ tắt máy. Ok. Vâng. Rồi có gì không hiểu thì anh sẽ tìm hiểu thêm hoặc là liên hệ em hướng dẫn. Còn những cái tính năng smarting này. Smarting này anh lưu ý là nếu mà anh có muốn cài đặt là anh phải có wifi băng tần của 5G ấy. Nhiều nhà có rồi nhưng mà đa số là chưa có, thực sự là đa số là chưa có. Rồi ok, đây để em cho nó hoàn thành chương trình này.